sĩ viết về Hà Nội và mùa đông, có lẽ không thể không kể đến nhạc sĩ Phú Quang với các ca khúc Em ơi Hà Nội phố, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Chiều phủ Tây Hồ, Nỗi nhớ mùa đông, Khúc mùa thu. Ở tuổi ngoài 70, sức khỏe của ông yếu đi nhiều sau những trận ốm, nhưng Phú Quang vẫn dành một tình yêu đặc biệt cho âm nhạc. Ông vẫn giữ thói quen viết một điều gì đó hàng ngày, hoặc đơn giản như chơi một bản nhạc do chính mình sáng tác. Kính thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Hà Nội, người ta không thể không nhắc đến những ca khúc mà nhạc sĩ Phú Quang đã viết. Nhạc sĩ Phú Quang là người rất yêu Hà Nội và ông dành rất nhiều những ca khúc của mình để viết về Hà Nội. Và nhạc sĩ Phú Quang sẽ là nhân vật xuất hiện trong chuyên mục Hot Fave ngày hôm nay. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Phú Quang rất là nhiều vì đã nhận lời mời trò chuyện với chuyên mục Hot Fave. Những lúc mà không đi ra ngoài trò chuyện với bạn bè thì ông có ngồi ngẫm lại cái quãng đời của mình hay không ạ? Tôi ít khi tổng kết cho mình lắm. Nhưng mà thực ra thì tôi có nhiều việc để làm lắm. Ví dụ khi mà tôi không đi ra ngoài thì tôi có thể nghe nhạc, có thể đọc sách, có thể có rất nhiều xem phim này khác. Tức là tôi có một người tham lam trong cái việc mà thích hưởng thụ những cái sản phẩm mà con người có. Thành ra là tôi cũng không có băn khoăn lắm về chuyện. Ông có rất là nhiều các bài hát nổi tiếng về mùa thu Hà Nội. Vậy thì ông đã có những cái kỷ niệm khó quên nào về mùa thu Hà Nội không ạ? Và cả những mối tình khó phai cũng diễn ra vào mùa thu ạ? Nhiều người hỏi tôi câu này rồi. Người ta hỏi là có phải là mỗi một ca khúc của anh là viết cho một cuộc tình không? Thì tôi có nói như thế này. Tôi có đến gần 600 ca khúc rồi. Thế nên mà bạn cứ tưởng tượng là tôi đã yêu 600 người rồi thì người nó không được như thế này đâu. Chắc là chỉ hai mấy cân chứ làm gì mà đến nỗi mà 60 cân này được. Tôi lại có một cái thói quen không hay lắm là tôi chả có cái gì hài lòng nhất. Tôi luôn luôn chán mình. Bởi vì là ngay cả những cái bài mà người ta cứ cho là cái này là nhất rồi thì tôi mà không, có lúc tôi nghe tôi cũng chán lắm. Thành ra là, nhưng mà này là nó có một điều là nói vậy thôi, con mình thì mình mà lại không yêu nó nữa thì cũng kỳ lạ lắm. Thì tôi có những cái lúc mà lúc thì yêu bài này, lúc thì yêu bài kia. Đấy là cái thói quen tôi, nhưng mà thú thật là tôi không có khả năng hài lòng nhất cái gì cả. Luôn luôn thấy rằng mình còn có thể làm được hay hơn thế. Nhiều người sẽ thắc mắc rằng là cái chất lãng tử của một chàng trai Hà Nội đi vào ca khúc của ông như thế nào ạ? Cái tính cách con người là nó là trời sinh. Thế thì tôi là người Hà Nội thì đương nhiên là với Hà Nội thì tôi yêu nó là bình thường thôi. Bây giờ một bạn mà nếu bạn là người ở Quảng Ngãi chẳng hạn thì bạn phải yêu cái quê hương Quảng Ngãi chứ. Thế mà nếu bạn ở Vĩnh Long thì bạn phải yêu Vĩnh Long nhé. Thì tôi cho là cái là bình thường thôi. Có nhiều người cứ làm nó quan trọng lên. Chứ còn nếu mà đè ở Hà Nội thì mà lại không yêu nó nữa thì đấy là người rất chán. Nhạc sĩ Phú Quang thân mến, người nghệ sĩ thì suốt đời đi tìm kiếm những cái mới để sáng tạo. Và cũng có nhiều người thì luôn luôn đi tìm kiếm một điều gì đó rất là mơ hồ mà bản thân họ cảm giác như là bị thiếu hụt. Vậy còn ông ạ, ông đã và đang đi tìm kiếm điều gì cho mình? Và kể cả đó là sự trần trụi nhất ạ? Thực ra thì tôi cho là người nghệ sĩ cái điều quan trọng nhất để có thể thuyết phục được mọi người ấy là cần rất chân thật. Nếu mà bây giờ dân là họ quá khôn rồi, bạn mà nói một câu khéo mà thì ngay lập tức họ đọc ra ngay. Tôi thì được mỗi cái là dân họ thương mình là vì mình cái gì mình nói thật hết. Tôi viết về Hà Nội mà có những chữ mà có nhiều người bảo ôi tôi viết thế này sao mà ai duyệt cho cậu. Thế nhưng mình bảo tôi cần gì cái chuyện đâu, tôi cứ viết hết lòng tôi thôi. Chẳng hạn như tôi viết về một cái lá thư gửi bạn nơi xa thì có những người bạn của tôi ở Sài Gòn, khi mà tôi ra, tôi ở Sài Gòn 25 năm xong tôi ra Hà Nội thì các anh ấy hỏi tôi là
Tại sao ông lại về Hà Nội giữa lúc mà ông đang được Sài Gòn yêu thế? Thì tôi mới nghịch, tôi viết một cái bài hát thôi, nhưng mà là thơ. Tôi mới bảo là chỉ bởi tình yêu của tôi ở lại thôi. Tức là tại sao họ cứ hỏi tại sao lại bây giờ lại về Hà Nội? Vì tôi ở Sài Gòn 25 năm, mà lúc tôi ra thì mọi người hỏi anh mới ở Hà Nội vào à? Mà sao biết được? Ông bảo chứ không biết ngay, bảo, ừ mới vào được 25 năm. Thế sao 25 năm rồi mà trông vẫn như là mới ở Hà Nội vào? Có khổ quá, chửi cha không bằng nha tiếng. Vì tôi mà là cái người mà Azure ấy, thì tôi sẽ nói bằng cái giọng miền Nam, những cái chữ mà này dô với da này khác này. Thì tôi không nói thế, tôi là dân Hà Nội thì phải nói giọng Hà Nội chứ. Khi bất lực và bế tắc trong sáng tạo thì ông đã làm gì để khơi dậy nguồn cảm hứng, hay là cứ để nó trôi một cách rất là tự nhiên và hy vọng là một lúc nào đó thì cái cảm hứng sẽ bùng phát lại như một sự kỳ diệu của cuộc sống ạ? Khi mà tôi bất lực như này khác, tôi đi chơi. Tôi đi chơi và tán phét với bạn bè, toàn những câu chuyện lăng nhăng. Thế nhưng mà đến khi mà nó lại hồi phục lại những cảm xúc thì mình lại làm việc. Tôi thì thế này, tôi đã nói rằng là người ta muốn hãm hại tôi thì khó lắm. Tại vì mình chả có gì để hãm hại cả. Và mình, họ muốn làm cho tê liệt cái ý chí sáng tác của mình đi thì cũng chả được. Nhưng mà nếu mà họ muốn hãm hại mình thì cũng chả có lý do gì để họ hãm hại mình. Thế nhưng mà thực ra nhé, tôi phải, nếu mà có mà ai đấy đủ sức để mà cấm tôi sáng tạo nhé, mà cứ cho ăn uống phè phỡn thì gọi là tiệc tùng liên miên, 3 tháng thì tôi ốm và chết. Đấy là tôi bày cho những kẻ thù, nhưng mà cũng may là mình kẻ thù không có mấy. Là ông có quan tâm đến những cái tác phẩm sáng tác của các nhạc sĩ trẻ gần đây không? Nhưng mà gần đây khi mà nhạc sĩ trẻ Dương Cầm chẳng hạn bày tỏ sự phản ứng về một loạt các ca khúc đặt tên bài hát không được đẹp, dễ gây hiểu nhầm cho người nghe. Người ta đặt câu hỏi là những người nhạc sĩ thế hệ như Phú Quang chẳng hạn không biết có nghe những ca khúc mà coi là hit bây giờ không? Và quan điểm của thế hệ nhạc sĩ Phú Quang cũng như là nhạc sĩ Phú Quang như thế nào về những cái sáng tác mới? Cái người đã là sáng tác thì phải có trí thức. Mình là viết bài ca khúc ở trên thế giới nó có 2 loại. Thí dụ như là cái người chỉ viết bài ca khúc nó gọi là chansonnier về tiếng Pháp ấy. Thế còn người mà viết một tác phẩm âm nhạc thì nó gọi là compositeur, đấy là nhà soạn nhạc. Còn cái chansonnier có nghĩa là một người viết ca khúc. Việc mà nhạc sĩ trẻ tôi đã nói rồi, nó cũng động chạm lắm. Cái lỗi không phải là họ, bởi là họ đã thích sáng tác, thích này khác thì họ phải có cho họ tự tin. Nếu mà họ nghĩ rằng họ sẽ vứt ra một cái tác phẩm dở thì chả ai biết mà. Tất nhiên là họ phải nghĩ là sẽ làm một tác phẩm hay, nhưng có hay không thì là chuyện khác. Cũng chả trách họ được. Cái nó còn là phụ thuộc vào văn hóa nữa. Cái cũng không trách được. Bây giờ người ta có thể đẩy vinh quang lên rất nhanh. Ví dụ hát được một bài thì coi như là hit rồi. Viết được một bài mà có vài người hát thì cũng coi như là hit. Nhưng mà đấy không phải là giá trị thật. Ca sĩ Thanh Lam, ca sĩ Tấn Minh, những người mà đã xuất hiện trong rất là nhiều các live show của ông, lần này sẽ lại xuất hiện trong 2 đêm nhạc sắp tới. Nhưng mà việc ông mời ca sĩ Thu Phương được xem như là một cách thế chân của ca sĩ Ngọc Anh. Ông nói sao về điều này ạ? Tôi không hề có ý định là mời Thu Phương thay Ngọc Anh. Mà tôi có mời cả Ngọc Anh nữa đấy. Nhưng mà Ngọc Anh thì đúng cái ngày 26-27 thì lại có cái hợp đồng nước ngoài rồi. Và tôi với Ngọc Anh thì sau một cái cô ấy, tại vì hồi đó là tôi chỉ nghĩ về việc rất đơn giản thôi. Cái cô mà làm quản lý cho Ngọc Anh ấy, cô ấy xui Ngọc Anh là, Ngọc Anh nói là chú ạ, cháu thì vẫn hát của chú là 5.000 đô. Thế nhưng mà lần này thì cháu sau khi nghĩ mãi rồi cháu mới nói với chú là hay là kỳ này chú có thể giả cháu 10.000 đô được không? Thì mình bảo cháu nghĩ lâu không? Bảo rất lâu. Thì chú chả cần nghĩ lâu, nói luôn.
chú không mời thế được. Bởi vì nếu mà cháu là cỡ chỉ 5.000 đô đã là cao hơn các ca sĩ ở đây rồi, nhưng mà cháu chưa cao đến mức phải có 10.000 đô. Thì chú trả lời luôn là chú không mời nữa. Thế là cố giận mình rồi. Nhưng mà bởi vì này cô không hiểu một điều là nếu mà tôi giả cho Ngọc Anh 10.000 đô thì tất cả các ca sĩ phải nhắc lên hết, nếu không không ai ra hát nữa. Bây giờ Thanh Lam thì kém gì Ngọc Anh đâu, ví dụ như Tấn Minh có kém gì đâu, rồi này khác thì ngay cả Minh Chuyên thì cũng chả kém gì cả. Sau đó thì cô lúc thì cô bị sốc, nhưng sau đó hôm cô đi xem Minh Chuyên thì cô thấy Minh Chuyên là hát 4 bài được biết cả 4, thì cô ấy giật mình. Thì tôi mới nghĩ rằng là tôi từ xưa nay là tôi có một cái thói quen này, không biết là xấu hay tốt, nhưng mà tôi không bao giờ coi ai là người không có họ thì mình chết cả. Tôi chưa bao giờ thế cả. Nếu mà có thiếu một người thì người quan trọng nhất là tôi thôi, chứ còn chả có ai mà có thể làm chương trình vỡ được. Như vậy có thể hiểu rằng là những cái điều lo ngại nhất của khán giả đó là cái sự dạn đứt mối quan hệ giữa ông và ca sĩ Ngọc Anh thì đã được hàn gắn đúng không ạ? Ca sĩ Ngọc Anh ấy cho một người thân tín, mà cậu ấy thì là cậu rất hiểu âm nhạc, mà cậu ấy cũng rất nể, bởi vì chính cậu ấy là người đầu tiên xui Ngọc Anh là đến hát với tôi. Nhưng mà chỉ có một người có thể lăng xê Ngọc Anh lên được đến tận cùng đó. Thì tôi thực ra thì tôi đối với Ngọc Anh thì cho đến trước cái chuyện mà nói vụt một cái lên 10.000 đô thì chưa có cái điều gì để mình không hài lòng cả. Thì tôi cũng chả có phàn nàn cái gì về cô. Thế nhưng mà chỉ có điều là sau đấy thì cái chuyện ấy thì là cũng có những cái này khác đấy, nhưng mà tôi cho là tại cái cô quản lý, cô quá tham. Được biết là năm 23 tuổi thì có một vị bác sĩ đã chẩn đoán là ông bị ung thư. Rồi đến năm 40 tuổi thì hung tin đấy lại lặp lại một lần nữa. Và năm 54 tuổi thì lại thêm một lần nữa ông lại được chẩn đoán là ung thư. Như vậy là có thể hiểu là 3 lần ông được chẩn đoán là ung thư. Và từ năm 60 tuổi đến giờ thì đã rất nhiều lần ông phải nhập viện bởi vì bị tai biến. Ở cái tuổi này thì ông lo lắng về sức khỏe của mình chứ ạ? Tôi chả có cái gì phải lo sợ. Tôi thì tin vào điều là con người ta có số phận. Thành ra là 3 lần người ta báo ung thư mà không chết thì chứng tỏ là ngay cả các bác sĩ tài năng thế, ai bảo bác sĩ Việt Nam không tài. Thế nhưng mà họ cũng không đúng. Vậy thì tức là còn có một cái thứ là trời. Thì tôi chả có băn khoăn gì khi mà họ tuyên bố thế này, tuyên bố thế khác. Lúc nào mà trời mà kêu thì dạ thôi. Thế là bây giờ. Ung thư giống như một án tử, thậm chí là và cả những cái lần ông bị tai biến nữa. Bây giờ nhìn lại cái quãng thời gian của mình thì ông thấy là những cái cột mốc đáng nhớ và đáng sợ nhất, cái lúc mà ông cảm thấy cuộc sống thật là mong manh, sợ nhất là ở giai đoạn nào mà ông cảm nhận được ấy? Tức là năm 23 tuổi thì tôi rất là sợ khi người ta nói thế, nhưng mà sau đấy rồi tôi thấy nó bình thường, thì từ đấy trở đi tôi chả sợ gì nữa. Tôi là luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng là trời mà kêu cái này thì mình dạ. Thế nhưng mà chưa bao giờ được dạ cả. Thế nhưng mà tuổi già có phải là nỗi sợ lớn nhất của ông bây giờ không? Không. Thế cái điều gì sẽ là điều ông sợ nhất bây giờ? Tôi sợ nhất là chả sợ cái gì cả. Vì mình đã sống thì phải có chết, có này khác. Tức là có... Tôi nghĩ là đấy là quy luật của đời sống, mà đã là quy luật đời sống thì không cần phải nghĩ làm gì. Thưa ông, có một lần ông từng tếu táo nói rằng là có một ông thầy tướng phán rằng là ông sẽ sống đến năm 100 tuổi và năm 99 tuổi sẽ chết, bởi vì là nếu có chết là vì là thất tình. Ông chia sẻ gì về câu chuyện này ạ? Ý chí một tí thì anh sẽ sống trên 100 tuổi. Còn nếu không thì 99 tuổi thôi là chết. Thế sao anh ấy bảo thế? Bảo chết năm 99 tuổi là vì anh thất tình, anh tự tử đấy thôi. Người già hay sống bằng ký ức. Với Phú Quang điều này rất đúng.
Ông bảo trước ký ức, trước nỗi nhớ về quá khứ, tất cả những ca khúc của ông, dù đó là đề tài nào đi chăng nữa, cũng là điệu tâm hồn ông gửi trọn cả ở từng góc phố, hàng cây, nơi có mẹ và dấu ấn tuổi ấu thơ. Có những tình yêu, để mỗi khi cần sự vấn an của tâm hồn, ông chạy về như một chốn nương thân vào ký ức. Để biết thêm về cuộc sống hôn nhân với người vợ kém 23 tuổi và những mối tình lần đầu tiên được Phú Quang tiết lộ, mời quý vị theo dõi phần 2 cuộc trò chuyện của Hot Face chỉ có trên Vietnamnet.